chun. Nói đi chun mà. Tôi biết rồi. Hôm nay là ngày dìm hàng em Mía. Ôi. Này á, được chụp như thế này là dìm cái gì? Cái này thay mình hàng tỷ lần rồi. Nhưng bây giờ cũng mở cái DVD thôi. Em có biết là chị đang quay không? Đau lòng. This no. Nguyễn Thị Kiều Anh. À. And this is Nguyễn Thị Minh. Nguyễn Thị Minh. Sâu. Sâu. Không. Tao biết cái ảnh đấy rồi. Bỏng tao kim. Để về mà. Bỏng Minh. Bỏng Minh. Về máy. Về điện thoại. Kì. Về máy tính thôi. Chị cướp vợ của em. Oh no, vợ của mình đã bị cướp. I know he's so sad. Yeah. Chết rồi. Ôi, em sẽ thương ai kiểu mà. Trời ơi.